Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ thêm một món cháo trong thực đơn ăn dặm của bé. Đó là mình sẽ nấu cháo tôm và rau khoai lang cho bé. Các bạn, các mẹ đã biết thì rau khoai lang có tác dụng rất là tốt, đặc biệt là trong việc điều trị một số cái chứng táo bón ở trẻ, mà các bé thì đang còn nhỏ nên là mình tốt nhất là mình nên bổ sung qua đồ ăn để cho các bé nhuận tràng. Rau khoai lang thì cũng cung cấp rất là nhiều các chất xơ và vitamin. Một tuần thì mình có thể cho bé ăn từ 2 đến 3 bữa. Cũng như rau khoai lang, nó cũng như tất cả các loại rau khác thì các mẹ cứ cho ăn đa dạng các loại rau để cho bé có đầy đủ chất dinh dưỡng mà lại tốt cho cái hệ tiêu hóa của bé. Tôm ở đây thì mình chuẩn bị 3 con. Cái lượng tôm này thì tùy thuộc vào cái độ tuổi và cái khẩu phần ăn của tùy từng bé nhé. Ở đây bé nhà mình đã 9 tháng thì mình bắt đầu mình cho bé tăng thêm cái khẩu phần ăn. Dưới từ 6 đến 8 tháng thì mình chỉ cho nên cho ăn 2 con, mà bắt đầu từ 9 tháng thì bây giờ mình sẽ tăng thêm một chút, và cũng tùy theo cái to con tôm nó to hay nhỏ nữa. Ở đây thì mình đã nấu cháo sẵn khoảng nửa chén cháo đặc, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nấu cháo cho bé nhé. Đầu tiên thì tôm và rau khoai lang mình sẽ đi băm nhỏ. Sau khi mình đã băm xong tôm và rau khoai lang thì bây giờ mình sẽ đi nấu cháo. Các mẹ lưu ý là cái tôm và rau khoai lang này thì tùy mình băm nhỏ hay là mình băm nhuyễn thì tùy thuộc vào cái độ ăn thô của mỗi bé. Có nghĩa là các bé mà ăn thô được rồi thì các mẹ có thể băm vừa phải. Còn nếu mà các bé đang còn nhỏ tháng thì mình băm nhuyễn để tránh các bé bị hóc nhé. Mình cũng nói thêm đó là ở cái phần tôm này thì nếu mà các bé mà đã được ăn thô mà lợn cợn rồi mà có thể ăn thô tốt rồi á, thì các mẹ có thể xào qua một chút dầu để cho tăng cái vị thơm ngon. Nhưng mà cũng có một số bé là mình xào qua thì cái tôm nó hơi bị cứng thì các bé lại không thích ăn, nên là mình cứ chế biến sao mà tùy thuộc vào cái khẩu vị của các bé nhé. Ở đây bé nhà mình thì mình sẽ không xào tôm, bé nhà mình xào tôm nên làm như tôm nó bị cứng, bé nó không thích ăn. Bây giờ mình sẽ đi nấu cháo. Ở đây thì mình nấu sẵn cháo đặc, và đến khi mà mình chuẩn bị mình nấu cháo thì mình sẽ cho thêm nước mình đã đun sẵn để cho cháo của mình nó vừa phải. Các mẹ có thể nêm nước xào hoặc là nấu cháo để phù hợp với cái độ tuổi của bé và cái khẩu vị của bé nhé. Ở đây thì bé nhà mình 9 tháng đã ăn cháo hạt. Cháo này là cháo mình ninh này các mẹ, cháo hạt á. Nhưng mà mình ninh nhừ thì nó cũng rất là nhừ, nó vỡ ra. Bé nhà mình ăn cháo này từ hồi 8 tháng. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu. Đây là tôm. Mình đã cho một chút xíu nước vào, mình dầm cho cái tôm của mình nó nhuyễn ra để nó không bị gón cục khi mà mình cho vào cháo. Có một số mẹ hỏi. Bây giờ mình sẽ cho tôm vào nhé. Các mẹ cho tôm vào là mình nhớ là mình cho vào cái thì mình khuấy thật là đều tay để cho cái tôm của mình nó không bị vón cục. Đây, mình cứ khuấy như thế này cho đấy cái tôm của mình cho nó nhuyễn ra, nó không bị vón cục lại. Thế này là được rồi. Mình chỉ cần cho thêm một xíu nước là cháo của mình nó đã không tôm của mình nó đã không bị vón cục rồi đó các mẹ. Cháo của mình nó rất là nhuyễn. Mình
sẽ nấu sôi lại. Rồi mình sẽ cho rau vào nhé. Xíu nước mắm rồi nhé. Và khi nấu xong thì mình sẽ cho thêm dầu ăn. Đây, nước mắm mình chỉ cho khoảng 1-2 giọt thôi. Và đơn giản, mình đã vừa nấu xong món cháo tôm nấu với rau khoai lang để cho bé. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm dầu ăn. Ở đây mình sử dụng dầu ô liu. Đây, một muỗng dầu ăn. Dầu ăn dành cho bé thì rất là quan trọng. Mình thấy có một số mẹ thì không dùng dầu ăn. Các bé dù ăn được rất là nhiều, thấy phàn nàn là ăn được rất là nhiều nhưng mà vẫn không lớn. Thì trong một chén cháo của bé thì các mẹ nên cho đầy đủ 4 cái nhóm chất. Đó là chất tinh bột, là mình làm từ tinh bột thì mình nấu từ gạo, có thể từ gạo, từ các loại củ như là củ khoai tây, một số loại củ. Chất đạm thì từ thịt, trứng và một số loại hải sản. Chất vitamin và chất xơ thì có ở trong rau. Và một chất và chất béo cũng rất là quan trọng, đó là nó ở trong dầu ăn. Nó giúp cho các bé hấp thụ các chất dinh dưỡng còn lại. Nếu mà các bé không có cái thành phần dầu ăn ở trong cái bữa ăn của các bé thì rất khó để các bé hấp thụ chất dinh dưỡng và dẫn đến tình trạng là còi và rất là làm biếng ăn đấy. Mình sẽ cho ra chén để cho bé nhà mình ăn nhé. Vậy là video thực hiện món cháo tôm nấu với rau khoai lang của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video lần sau.